người ở lại sạc ly. Quả tình, nếu không có trận chiến mùa hè năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến sạc ly, vì đây chỉ là thuật ngữ quân sự dùng để gọi một điểm cao nằm trong chuỗi điểm cao chập trùng của vùng Đắc Tô, Tân Cảnh, Kon Tum. Sạc ly, cải cách, 2C là đỉnh núi cao không quá 900 thước trong xuống thung lũng Poco và đường 14. Đông Bắc là Tân Cảnh cách 12 cây số đường chim bay. Đông Nam là Kon Tum, thị xã cực bắc của vùng Tây Nguyên. Từ xa xưa cho đến khi ngọn đồi này bị tràn ngập, nó vốn không hề có tên. Sạc ly chỉ là một checkpoint trên bản đồ quân sự cho các cuộc hành quân hoặc một chiến dịch. Và cái tên sạc ly cũng chỉ là nhất thời. Nó cũng như những checkpoint khác như Delta, Genki, Metro, chỉ được sử dụng trong một giai đoạn có thể là rất ngắn, cho đến khi hết cuộc hành quân hoặc chiến dịch mà thôi. Qua đến chiến dịch hoặc một cuộc hành quân khác, những checkpoint cũ sẽ không còn được sử dụng nữa. Chúng có thể sẽ được sử dụng bởi những cái tên khác. Sạc ly, cái tên được đặt đầu mùa khô 1972 cho một ngọn đồi để tiếp nhận định mệnh tàn khốc trong một cuộc chiến trùng trùng. Trích trong Mùa hè đỏ lửa của nhà văn Phan Việt Nam. Người viết bài này sinh năm 1956. Vào năm 1972, khi trận sạc ly của mùa hè đỏ lửa diễn ra, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Những gì biết và cảm nhận về sạc ly ngày ấy chỉ là góc nhìn cá nhân của một kẻ hậu sinh qua những tư liệu rời rạc, vừa đầy thiên kiến của những bậc tiền bối nằm hai phía chiến tuyến đối nghịch. Thành ra, sự hạn chế về chính xác, về thái độ chính kiến là không thể tránh khỏi. Đây không phải là một tư liệu lịch sử hay một bài chính luận, mà chỉ là một cảm nhận chủ quan, ghi lại những gì mà quá trực tiếp, cá nhân trực cảm, những mong thân hữu, những người đọc thông cảm và dung thứ cho những điều còn chưa đúng đắn. Tại sao phải đến sạc ly? Nếu tính từ ngày đất nước thống nhất, đã là 44 năm. Còn nếu tính từ tháng 4 năm 1972, ngày trận sạc ly diễn ra, thì nay đã là 47 năm. Với khoảng thời gian này, các vấn đề lịch sử thông thường đã vào thời giải mật, những oán thù dần cũng phôi pha. Chính thức về ngoại giao, Việt Nam giờ đã liền một giải và cùng Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ đã tái lập ban giao và thỏa thuận gác lại quá khứ. Đất trời còn rất ít dấu vết về cuộc chiến mùa hè đỏ lửa, thế mà còn lòng người, lòng những người con đất Việt của chung hai chữ đồng bào, điều vết thương tương tàn nồi da xáo thịt ngày nào giờ có tương dung. Nhóm chúng tôi, những người bạn già có, trẻ có, nam có, nữ có, từ các vùng miền khác nhau, hôm nay có duyên gặp nhau, cùng có duyên đồng hành đến sạc ly. Tuy nhiên, để nêu một lý do gọi là chính đáng cho cuộc hành trình đầy gian nan thì chắc chẳng ai nói được. Đi lên sạc ly để lên sạc ly, thế thôi. Nằm cách trung tâm thành phố Kon Tum 35 cây số theo đường chim bay về hướng tây bắc, trên dãy núi Rocket Trickle, Hỏa Tiễn Sơn theo cách chiếu danh bản đồ của quân đội Mỹ. Để đến được đỉnh 1015 sạc ly, ta có thể đi theo hai hướng: một, từ thị trấn Đắc Tô đi theo DT675 về hướng tây chừng 6,5 cây, rồi rẽ phải vào một con đường đất đỏ. Từ đây, một con đường dài chừng 13 cây số đầy bụi đỏ vào mùa khô và bùn lầy vào mùa mưa, và vô số những con dốc đứng tức ngực mà có đoạn lên đến 20% sẽ dẫn ta đến đỉnh 1015, đỉnh đồi sạc ly của một chiến địa khốc liệt ngày nào. Thứ hai là từ thị trấn Sa Thầy cũng theo DT675 đi về phía bắc chừng 16,5 cây, đến xã Cờ Rơi thì rẽ phải theo chấm bảng chỉ đường lên di tích lịch sử điểm cao 1015 sạc ly. Để theo con đường đất về hướng đông bắc chừng hơn 10 cây số thì nên đến đỉnh 1015, đỉnh đồi sạc ly. Cung này cũng đầy nắng bụi mưa bùn và những con dốc nín thở như cung đường phía đông. Lên sạc ly không phải là một chuyến dạo chơi điền dã,
là người nơi khác đến, ta rất cần có người địa phương, những thổ địa thực sự dẫn đường. Phải chuẩn bị tinh thần và sức lực, phải ăn no, uống thuốc nếu cần. Phải có một chiếc xe máy mạnh mà nhẹ, không dùng xe mô tô phân khối lớn vì trọng lượng nặng. Khi trời mưa, lúc đường trơn mắc độ bám thì không thể nào xoay sở hay khiêng xuống nổi. Đem theo nước uống, lương thực dự phòng, vì nếu gặp mưa thì xác định luôn là phải mất thêm ít nhất 10 tiếng đồng hồ để thoát khỏi 13 cây số đường đất dốc ngặt nghèo, đầy bùn nhão, vừa trơn như mỡ để dễ dàng đưa ta xuống vực, vừa dính như keo, khóa chặt lấy bánh dưới dè xe. Khi đó thì chỉ có nước dùng 2 cái đòn và 4 người khiêng một xe để xuống núi mà thôi. Phải kiên nhẫn, khiêm cung và quyết chí lên cho bằng được. Khi cái tinh thần tự lực đó cộng với sự đồng tâm hiệp lực của những bạn đồng hành và an ninh phù hộ của những chiến binh như còn đâu đó phiêu linh trong gió núi mây ngàn, thì rồi ta sẽ được tới đỉnh Sạc Ly. Đường đi theo hướng Đắc Tô. Đoạn đầu từ DT675 rẽ vào đường đã là đất bụi đỏ, nhưng còn rộng, dốc chỉ thoai thoải, đưa ta qua những vườn cà phê đang mùa trổ bông thơm ngát. Sau khi vượt qua một con suối dắt ngang đường, mùa khô thì nước không sâu lắm, chỉ vừa ngập bánh xe, lòng suối có đá cuội, phải cứng tay lái, nếu không thì phải chịu khó ướt dậy. Đường từ đây đã bắt đầu gặp gần trắc trở, những con dốc cứ như dẫn ta lên lưng trời, nơi chỉ còn rừng thông xanh và núi khô đỏ. Nhiều đoạn xe phải về số 1 và người thì phải xuống đẩy phụ mới có thể vượt qua. Người địa phương nếu thường xuyên phải qua đường này để chăm sóc vườn cà phê, hai mấy công nhân lâm trường trồng rừng, thì xe của họ phải độ lại bộ nhông sên dĩa để thay đổi hệ số chuyền, và bánh sau cũng phải bọc thêm một dòng xích để tăng độ bám. Sau chừng 10 cây số, qua những rặng rừng thông cuối cùng ở độ cao 960, nơi vị trí của đồi Delta ngày nào, thì ta sẽ đến một ngôi am nhỏ bằng đá granite. Đó là ngôi miếu thờ tưởng niệm những chiến binh của tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa. Ngôi miếu tuy nhỏ bé về kích cỡ nhưng cũng đàng hoàng, vững chãi, và đặc biệt là cũng có nhiều lễ vật dân cúng và ấm áp khói hương. Từ đỉnh Delta 960, nếu nhìn về đỉnh 1015 của Sạc Ly thì rất dễ ngã lòng. Từ đây lên đó chỉ là đồi trọc với sỏi đá u buồn và cỏ hoang vàng cháy. Ngôi nhà bia mới được hoàn thành giữa năm 2018 để tưởng niệm những chiến binh của Trung đoàn 64, Sư 320, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dông thân trong trận đánh chiếm Sạc Ly, nằm chơi dơ xa tít trên đỉnh trời, in dáng vừa kiêu hùng vừa như cô quạnh trên bóng trời xanh xám Bắc Tây Nguyên. Hết sức nhấn ga, hụt hơi dẫn dắt, nhưng đến chừng 100 mét cuối thì mọi người cũng phải đành để xe lại, vì đường thì dốc đứng đến 45% đã đành, nhưng mặt đường thì lại toàn là đất bột trộn đá, nên bánh xe, thậm chí chân người cũng chẳng thể bám vào. Cũng may là trời hôm đó không quá nắng gắt, và những cơn gió mùa xuân trên đỉnh Sạc Ly trên cao độ 1015 cũng tương đối dịu dàng. Trời đất như muốn ban chút nhu hòa cho những khách phương xa, những hậu sinh có lòng kính ngưỡng chút dỗ về khuyến tấn chăng. Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng được một lần đứng lên đỉnh Sạc Ly. Một Sạc Ly của một thời bi tráng, đau thương, của tương tàn, nồi da sáo thịt. Nhìn ra xa xa, núi đồi mênh mông trải rộng từ Kon Tum, rồi Đắc Tô, Tân Cảnh, phi trường Phượng Hoàng, rồi xa hơn nữa về phía Tây Bắc là Ngọc Hồi, đường Hồ Chí Minh và vùng ba biên giới. Trở lại với thời gian của mùa hè đỏ lửa 1972, cùng với Tumokrong, Đắc Tô, Krek, Sunun, Khe Xanh, Quảng Trị, Sạc Ly ở vào cái thế của chiến địa thư hùng. Trong cái thế chiến quốc, cái thế xuân thu đó, cuộc đồ sát dù muốn dù không, chắc chắn cũng không thể nào tránh khỏi. Lịch sử không cho phép kẻ hậu sinh thốt lên hai chữ phải chi. Và dân tộc, lịch sử Việt Nam đã ghi nhớ đến Sạc Ly là một chiến trường mà dân tộc Việt ở cái thời còn phân chia Nam Bắc đã tung vào đây những chiến binh can trường nhất, mạnh mẽ nhất, sẵn sàng vì nước quên thân nhất, để bằng bom đạn của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, của Liên bang Xô Viết, của Trung Hoa Cộng sản. Những chiến binh của hai phía chiến tuyến ngày đó đã đồ sát nhau đến những sinh mạng, những hơi thở cuối cùng. Sạc Ly bi hùng đến đổi,
mà dưới một số ít ỏi những người còn sống sót mãi mãi về sau. Khi nhắc đến Sạc Ly, hầu như tất cả họ, dù đều là những chiến binh dày dạn thì vẫn ôm triền miên trong lòng nỗi mặc cảm sống sót. Nguyễn Trọng Luân, một chiến sĩ trong trung đoàn 64 sư 320 ngày ấy, trong bài thơ Một Vùng Đồng Đội đã diễn tả hình ảnh của Trung tướng Khuất Duy Tiến là trung đoàn trưởng trung đoàn 64, người chỉ huy bên quân đội nhân dân Việt Nam trong trận Sạc Ly ngày nào như sau. Người tướng già đứng khóc trong hoàng hôn con tum, dưới kia dòng Pô Khô dẫm chạy, suốt mùa mưa rồi lại mùa khô, đồi Sạc Ly lãng đãng hoa quỳ. Người tướng già đứng khóc hoàng hôn về bên kia dòng Pô Khô. Chiều muộn rồi cao điểm mấy ai còn nhớ, gọi 1015. Hoa dạ quỳ tàn lụi, tháng tư này đã mấy chục mùa hoa. Các em nằm đây mấy chục năm, hoa vẫn chỉ một mùa. Người tướng già, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp chinh chiến, từ đồng bằng Bắc Bộ đến chiến dịch Điện Biên Phủ rồi chiến trường B2. Một đời chinh chiến, nhất tướng công thành, đã từng chứng kiến bao dạng cốt khô. Nhưng tưởng niệm về Sạc Ly, ông chỉ có thể biểu hiện lòng mình bằng một dòng nước mắt. Và còn đây là nỗi lòng của Tô Phạm Điệu, người sống sót, không ở lại Sạc Ly. Một quân y sĩ của tiểu đoàn 11 dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã ở trong tình cảnh như sau. Tô Phạm Điệu cảm thấy lẻ loi ở cái đại hội y sĩ, có nhiều người mặc quần áo mới đẹp và ăn to nói lớn, thích nhảy đầm và xếp hàng để lên hát. Trong cơn say, anh nói là phải ghi trước kia, mười mấy năm trước kia, anh được ở lại Sạc Ly với Trung tá Nguyễn Đình Bảo, với các bạn nhảy dù thì sướng hơn nhiều. Chúng tôi, những lữ nhân La Cà may mắn được thông dong trong ngày đất nước bình yên, may mắn được đến Sạc Ly, được một lần hương khói các anh linh tử sĩ bằng những bao thuốc lá ở đỉnh Delta 960, bằng những chung rượu đế nước mắt quê hương trên đỉnh Sạc Ly 1015. Hai màu cờ của cuộc phân ly tương tàn ngày đó, dù ngẫu nhiên hay hữu ý, đều mang cùng những màu sắc hàm nghĩa máu đỏ da vàng. Rồi thời gian đi qua, đã gần 50 năm, lòng người sẽ tự hỏi, lâu rồi có phôi pha. Không gian vốn vô thường trong dòng thời gian vĩnh viễn bất tận, bằng bi ký, bằng tượng đài, bằng những bài thơ câu hát, những lời tụng ca tưởng như để vinh danh mà như cũng là để hằn sâu những hận thù nội tình dân tộc. Ôi điều cách cư xử nào là bao dung, hợp tình của người hậu thế. Trong khi không chừng, hương hồn của những chiến binh hai bên ngày đó giờ biết đâu đã an ninh bắt tay hòa giải. Các anh đang cùng khề khà chén rượu đế, ngọt ca như nước mắt quê hương, cùng phê pha khói thuốc lá trong bóng hoàng hôn lãng đãng, cùng nhìn về dòng Pô Khô xa xa nơi cuối trời bóng núi, để cùng nhau cảm khái ngâm câu Yên Ba Giang Thượng Sử Nhân Sầu. Ôi lãng đãng trong gió trưa mây ngàn, nhìn ra bao la đồi núi suối sông xanh ngắt, dã quỳ vẫn còn dài đó vàng nở muộn mùa xuân. Quan du bụi hồng vẫn vô tình mù bay khi trời tung gió, và ta bỗng thấy phận người sao bé nhỏ cô đơn, sao như vẫn lạc loài trên ngai chính quê bản quán. Ôi hoàng hà nhất thướng vạn nhậm gian, khuyến quân thánh tận nhất bôi tử, tay xúc dương quan vô cố nhân. Xin một lần nữa dậy tay, giả từ Sạc Ly. Xin một lần nữa dậy tay, tạ từ Sạc Ly. Một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh.